Rồi Rồi thấy rồi Quá trời luôn rồi Xin chào quý vị khán giả Thì trước chúng mình hình chúng ta là một cái con bạch xà Đó Cái này là một cái loài gắn trắng á quý vị Quá trời bự luôn con rắn là là phải khoảng 2 m 6 2 m 7 á quý vị. Thì con rắn này ông bạn của Phúc đã bắt được ở trong một cái khu quan vắng. Mà đặc biệt có loại rắn này là cũng chưa rõ là cái rắn gì quý vị. Coi như bạch tạng vậy quý vị. Nhưng mà nó rất là hiền nha. Đó, hàng ngày thì ảnh đem ra mỗi ngày là ảnh tắm một lần cứ ngày nào cũng ảnh đem ra ảnh tắm rửa hết cho ảnh xịt nước anh tắm rửa mà nó nằm im thinh vậy đó quý vị đó đem ra tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày một ngày tắm một lần đó ảnh kỳ à, ha rồi ảnh tha ảnh vuốt rất là hiền nghe quý vị không bao giờ mà tấn công người nha đó thì quý vị chúng hình chúng ta là một chú vịt thì cái anh chủ con gắn này thấy con vịt vô để mà cho con gắn này nó 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 nó, ăn. Nhưng mà ngộ một cái là con gắn này không ăn thịt. Kể cả để con vịt vô mà một tháng trời quý vị mà con gắn này nó không có ăn. Vì sẽ nó sống chung với con vịt này luôn. Rồi hai đứa nó thân thiện nó sống chung với nhau luôn. Mà có một thời gian là thường xuyên luôn là con vịt nó đứng lên lưng con gắn để mà nó vỗ cánh rỉa lông đồ luôn quý vị đó rồi, tắm xong rồi đem vô nha ừ. quý vị thấy không hiền khô luôn rồi ảnh phát hiện ra là con gắn này nó không có ăn uh, thịt con gắn này là nó ăn chay quý vị thấy là con gắn này là chắc cốt tu rồi quý vị coi như là nói về phía phần mà tâm linh là con gắn này cũng là một cái vị thần gắn tu mà đắc đạo rồi không có ăn thịt nữa chỉ bây giờ ăn chay đó vì anh này ảnh ảnh lụm con gắn này về là ảnh đóng một cái lồng để mà nhốt nó vô ha rồi quý vị thấy quý vị nhìn kỹ con gắn này là cái vảy nó rất là nhuyễn nha. Tuy nhiên là cái vẫy nó nhỏ 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 như là mấy con gắn mà con gắn tơ gắn nhỏ bình thường vậy đó. Chứ cái vẫy nó không có to. Nó nhuyễn đều hết trơn nha. Hiền lắm quý vị. Đó. Ha, quý vị thấy con dịch không? Con dịch là chủ yếu là ảnh bỏ con dịch vô để mà cho con gắn này nó nó dùng. Nó ăn là thức ăn của nó. Nhưng mà ngộ thay là để con dịch vô là một tháng mấy trời rồi con gắn với con vịt sống chung luôn nó thì sinh hoạt chung một cái lồng là một con vịt với con gắn luôn mà không khi nào con gắn này mà con bắt nạt con vịt hết mà quý vị thậm chí là con vịt thường xuyên đứng lên lưng con gắn này là để nghĩa lông rồi hoặc cánh đồ này nọ là hai đứa nó thân thiện đó ngộ không quý vị đặt thí dụ như là gắn ngoài gần các loài gắn mà thấy con vịt con chuột con con gà là đâu có tha đúng không quý vị còn đặc biệt cái con rắn bạch này là không bao giờ ăn thịt. Con vịt sống chung luôn. Đó. Quá trời to luôn quý vị ha. Nó rất là hiền nha. Khi mà anh chủ đem ra tắm là để nó nằm dài đó là cái xịt nước. Xịt nước rồi ảnh lấy tay ảnh kỳ từ ở trên mà kỳ dài xuống hết thân người luôn. Rồi ảnh xịt nước xong rồi cái đó ảnh ảnh vô chuồng tiếp tục nhưng mà ngày nào là là ảnh cũng phải tắm mỗi ngày quý vị đó. tắm sạch sẽ đàng hoàng mỗi ngày là con gắn này là, là ảnh vô tình ảnh đi ảnh vô một cái ả, cái khu mà gừng đó, quý vị rồi cái ảnh thấy mà con gắn này nó không có bò không chạy mà cũng không tấn công ảnh nữa nó nằm im thêm thích gì đó rồi bắt đầu ảnh lụm gắn này về rồi ảnh đóng lòng ảnh nuôi luôn anh à, nuôi cũng được khá là lâu rồi quý vị cũng khoảng chắc ở năm nay hay gì đó mà đặc biệt là không ăn thịt nó quý vị thấy rõ gần không sống chung với con vịt luôn mà không bao giờ bắt nạt con vịt đó ảnh thì cứ lờ đờ lờ đờ lờ đờ đó vậy hiền khô quý vị Quý vị thấy con gắn này, quý vị đón coi con gắn này là loài gắn gì quý vị. trắng tin luôn nha. Đó. Hiền dữ lắm. Rồi thấy anh để ra muống rồi vô cho nó ăn đó mà không biết nó có ăn hay không thì Phúc cũng không có hỏi cái vấn đề đó nữa mà hiện tại là nó không ăn thịt, ăn cá gì hết á. Đó. đó. Nó như vậy đó. mày chắc căng tu rồi, hoặc là một cái một cái một cái vị coi như là gắn thần mà nó đã bị điểm quá rồi. Thì nó bây giờ nó là đã tu tâm dưỡng tánh rồi ha. Nó chuyển kiếp rồi đó nó có gì thấy không nó bò dài dài ngóc cái đầu lên từ 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 gà gà nha. nó không có tấn công người mà thậm chí con vịt nó cũng không tấn công mà nó cũng không ăn con vịt luôn nó mồi của nó là đưa vô tính là đưa con vịt vô mà cho nó ăn mà nó có đâu có ăn cái gì đó, hiền dữ lắm hiền luôn ha thì anh chủ có chia sẻ lại nếu mà quý vị trên cộng đồng mạng cô chú anh chị xem qua cái video này mà có thích về những cái loài gắn để mà chúng ta nuôi chúng ta nuôi kiển chúng ta xem hay là quý vị nào có một cái khu bảo tồn nào đó cái khu lâm viên nào đó mà giữ gìn gì đó hay là khu trưng bày gì đó thì ảnh sẽ nhường lại con gắn này cho chủ sở hữu khác về nếu mà quý vị nào thích các loài gắn thì hãy liên hệ qua kênh thì kênh liên hệ với ảnh để mà ảnh nhường lại con gắn này cho đó quý vị thấy quay cận cảnh, cảnh cái đầu không rất là hiền nghe quý vị nó nhìn cái mặt coi mặt rất là hiền luôn hai con mắt là hiền thiệt là hiền vậy rồi cái đầu nó là đặc biệt cái mỏ đó quý vị thấy không nó có chẻ ra hai bên ha coi như là nó lai lai như là cái đầu gồng ha mà mà nói quý vị nghe là cái mỏ nó là có hai cái gâu hai bên luôn nghe quý vị như là gâu gồng vậy đó gâu thòng xuống chứ không phải là găng nanh nghe quý vị là anh chủ đã nói rõ là cái gâu này như là mềm như là thịt là, là, cái gâu đó chứ không phải là găng nanh hai bên luôn có quý vị thấy nó nằm không bự như vậy mà mắt nhỏ xíu mặt rất là hiền hậu ha nó có anh trai chị gái nào có uh, những đại gia nào mà ham mê mà để mà uh, nuôi những cái cái vật này thì uh, có thể là liên hệ với kênh ha uh, kênh sẽ liên hệ đến ảnh để mà ảnh nhường lại đó với cái thỏa thuận với nhau như là mình muốn uh, nuôi để mà mình xem cảnh nè à. hoặc là mình có cái khu bảo tồn nào hay là gì đó thì mình uh, có thể là mình để nó nuôi hay là những cái khu du lịch gì đó quý vị ai mà có những cái khu du lịch mà để mà cho những người dân mình ta đi ngắm cảnh ngắm những loài thú đó thì cũng có thể là liên hệ với ảnh ha để ảnh nhường lại cho đó quý vị nhìn thấy cái cái lưng nó không cái, cái vảy của nó là rất là nhuyễn nha nó nhuyễn nhừ luôn trắng tinh luôn ha rất là hiền quý vị mà theo quý vị nhìn con gắn này trên màn hình thì quý vị đoán coi khoảng bao nhiêu tuổi quý vị. Nó dài là sắp xỉ 3 mét á. Mà nó bự dữ lắm. Đó, làm hiền khô không? Bự như vậy mà không bao giờ mà phùng mang nha. Cũng như là người lại gần hoặc là những cái gì lại để mà nói là gần nó đó là nó chỉ cũng như là nó ngóc đầu vậy thôi nó dòm nó nhìn thôi chứ không bao giờ mà phùng mang như là các loài gắn mà, mà đọc ha nó chỉ là đà là đà như là con chăn vậy quý vị đó, nó dòm nó liếc 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 thì nó như vậy thôi Rồi con vịt thì sống chung với nó là 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 hai đứa coi như là bạn thân gì đó quý vị đó thấy không bây giờ thấy dịch không sống tới dịch này, tắm rửa rồi đứng lên lưng nó rồi này, nọ các kiểu thì uh, nó không bao giờ làm những dịch hết đó thì ảnh chỉ có ngước 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 lên vậy thôi đó nhìn tới nhìn lui ngước đầu lên rồi nhìn uh, xung quanh rồi vậy thôi đó thì phúc cũng à, chia sẻ đến cô chú anh chị gần xa ai có cái khu du lịch để mà cho khách du lịch ngắm về à, những cái loài thú hoặc là, là những cái loài quý hiếm gì đó thì có thể liên hệ đến à, anh chủ gắn này à, thông qua kênh để mà biết được cái địa chỉ cũng như là ảnh sẽ nhường lại cho cái người muốn sở hữu con gắn này ha Đó thì những chuyện gì đó là về cái vấn đề mà nhường lại đó thì trực tiếp với chủ sở hữu gắn để mà nói chuyện đó nghe không? không hiền lắm tối ngày cái gà qua gà lại nghe tới giờ thì anh ẩm ga anh tắm rửa kỳ cọ cho không bao giờ chạy nghe quý vị đưa ra ngoài nằm là nằm im thinh thích đó để mà cho ảnh kỳ cọ từ đầu tới đuôi luôn. Thì xịt nước thì sạch sẽ rồi ảnh lôi thì ảnh ginh vô. Thì cứ ngày làm lần lần vậy đó, ngày nào cũng mỗi ngày. Ngày nào cũng tắm. Đó quý vị, tính ra là con 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 rắn này là nó hiền hơn con chăn rất nhiều mà nó điềm hơn con chăn rất nhiều luôn quý vị. Đó không có tấn công ai không có làm cái gì mà dọ nã hết á quý vị nhìn kỹ cái cái gương mặt con rắn này ha coi như là một cái căn tu gì đó chắc con rắn này có thể là tu rồi quý vị đúng không quý vị nó sẽ nó, nó 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 tu rồi nó hiền dữ lắm nó, nó to vậy mà có cặp mắt nó kìa nhỏ xíu ha hiền lắm nó quý vị thấy chứ nó le le lưỡi thôi chứ nãy giờ quý vị xem video clip là nó đâu có thấy nó hả họng mà nó táp nó cạp cái gì đâu ha thì ảnh à, cũng chia sẻ này là nó rất là hiền nó không có biết tấn công uh, con người ha tấn công con vật gì hết ha. mà khi mà lúc mà ảnh gặp nó đầu tiên cũng vậy đó quý vị mà nó chỉ biết nằm nó dòm ảnh rồi nó liếc ảnh rồi nó nó, nó nó không đi đâu hết cho nên là anh ginh về nhà anh nó đóng lòng anh bỏ vô anh nuôi luôn đó mà khi mà em biết tất gắn này thì hỏi ý kiến ảnh thì anh cũng có nói như vậy đó thì cô chú anh chị nào có thích những cái loài động vật quý hiếm những loài quý hiếm thì muốn sở hữu thì hãy liên hệ với kênh kênh thông qua với ảnh ha để mà mình được sở hữu một cái con vật này có thể là một cái chân tu gì của vật của... này nó đã tu rồi đó, nó hiền rất là hiền à, mấy con con rắn này mà có thể chúng ta để cho mấy những cái khu du lịch khu bảo tồn nó cũng hợp lễ cái quý vị đúng không quý vị Đó là hoặc là ai yêu thích các loài rắn thì có thể chúng ta mua về người ta làm lòng đẹp rồi người ta nhốt để đó cho rồi khách khứa bạn bè rồi người thân rồi đến nhà để mà người ta chiêm ngưỡng con rắn này nằm im vậy đó thì Phúc cũng có những đôi lời nhắn gửi đến quý vị xem video clip này ha Ai muốn sở hữu con rắn này thì có thể liên hệ với kênh người kênh thông qua Để chúng ta gặp chủ gắn trực tiếp để mà chúng ta biết uh, để thương lượng với chủ gắn ha chủ gắn là sẵn sàng uh, nhượng lại cho chủ sở hữu mới đó thì em đăng video clip này lên là nhằm chủ yếu để uh, cho quý vị khán giả xem cái loài gắn này tại sao mà nó hiền như vậy mà con gắn trắng tinh luôn đó. Đó. mà nó không ăn thịt nữa mà nó sống chung với con vịt luôn rất là lạ nha độc lạ là cái là không ăn thịt Đó. để con vịt vô là chủ yếu là cho con rắn này ăn mà cuối cùng là hai đứa sống chung luôn là thấy mắc cười không có gì Rồi thôi video clip này đến đây em xin tạm dừng video clip tại đây nha quý vị hẹn gặp lại cô chú chị vào những video clip tiếp theo máy bay và chào tạm biệt